Thưa quý vị, thưa các bạn, nuôi gà đẻ trứng thì ai cũng muốn sẽ được nhặt thành quả thật nhiều. Tuy nhiên, ngay lúc này, tại nhiều trang trại chăn nuôi gia cầm ở nước ta lại đang xảy ra nghịch lý vô cùng oái oăm chưa từng có. Đó là người nuôi gà chán nản, không muốn nhặt trứng mang đi bán. Tại sao lại như vậy? Câu chuyện sẽ có ngay sau đây. Xin giới thiệu là nhà tôi có 5.000 con gà đẻ mà mỗi một ngày là 4.000 quả trứng. Thế thì đề nghị là các nhà nước chức năng là trứng gà rất ngon đây này, nhà tôi rất nhiều. Đây gà có 1.700 một quả thôi. Mà nhà nước cứ nhập khẩu ở các nơi về thì trong nước trứng ngon này thì không nhập, cứ nhập ngoài nước về thì cũng không lên, để cho bà con thế này thì chăn nuôi lỗ. Đấy đấy, đây là trên thì gà dưới thì trứng như này. Vì sao là trên gà dưới trứng là nó rẻ quá, cũng chưa muốn nhặt. Đấy, 1.700 một quả nó cũng chưa muốn nhặt, nó không có lãi lắm vì bà con nó cũng chán. Rẻ cái bộ khó bán. Tôi đang đứng trong một trang trại nuôi gà đẻ trứng với hơn 5.000 con gà. Trong một tháng trở lại đây thì giá của trứng gà đã bị giảm mạnh, chỉ còn 1.700 đồng một quả. Tuy nhiên thì giá thức ăn của gà đã lên tới 20-30%. Và trước thực trạng này thì những người chăn nuôi gà đã phải rút khẩu phần ăn của gà đi để cho giảm lỗ. Và rút khẩu phần ăn thì gà sẽ đói. Và thực tế là những con gà đang vây quanh chân tôi như thế này với hy vọng là sẽ tìm được nguồn thức ăn cho mình. Đấy, nó đói, nó quay này, nó quay này. Có cho ăn đâu, nó quay cuồn vào thế này. Cho ăn nhiều thì lỗ. Mọi người chăn nuôi thì cứ cái giá này thì lỗ thôi à. Chưa bao giờ trứng rẻ như thế này, thế mà giá cả thì năm nay nó xuống thấp. Thế chúng tôi là vô vàn cái khó khăn, thế mà nói chung là nếu như thế này thì nhiều trang trại có khi phải đến mức độ phá sản. Trứng ở trong nước chúng tôi thì rất ngon, chứ đề nghị là trong chính phủ là không nhập trứng nước ngoài về nữa. Đều trứng trong nước là chúng tôi cũng đủ lo ở trong nước thôi. Là chúng tôi là con người chăn nuôi đề nghị là chính phủ nhà nước chúng ta là hỗ trợ, một là đồng vốn cho bà con, hai là hỗ trợ thức ăn giảm đi không lên nữa, càng lên chúng tôi càng không nuôi được. Ba là, một là gà đỏ, hai là gà trắng, ba là trứng là không nhập khẩu nước ngoài về nữa, để chúng tôi tự người dân sản xuất cho trong nước thì chúng tôi mới chăn nuôi được. Vâng, người chăn nuôi gà đẻ trứng đang gặp rất nhiều khó khăn do sản phẩm đầu ra bị bế tắc. Và lúc này câu hỏi cần được làm rõ đó là nguyên nhân vì sao. Và đằng sau câu chuyện người nuôi gà đẻ trứng nhưng lại không muốn nhặt trứng mang bán là gì? Ngay sau đây sẽ là phần trình bày của biên tập viên Quỳnh Anh, người vừa có chuyến công tác tại các địa phương để ghi nhận tình hình thực tế. Vâng ạ, xin chào biên tập viên Ngọc Trâm, xin chào biên tập viên Tú Anh. Xin kính chào quý vị bà con. Đúng là tuần qua thì tôi đã có chuyến công tác tại địa phương ở đồng bằng sông Hồng và ghi nhận được một thực tế, đó là người chăn nuôi nông hộ hiện nay thì đang gặp rất nhiều những khó khăn. Trong đó thì riêng với người nuôi gia cầm thì bị thua lỗ nặng nề do là sản phẩm đầu ra bế tắc, giá giảm sâu, trong đó thì giá trứng gà Ai Cập ngon nhất hiện nay thì cũng chỉ bán được 1.700 đồng một quả, còn trứng gà công nghiệp thì bán được với giá 1.300 đồng một quả. Trong khi đó thì giá thành để sản xuất ra một quả trứng Ai Cập là 1.800 đồng. Theo đó thì giá trứng bán ra phải tối thiểu từ 1.900 đồng trở lên thì may ra người nuôi mới có lãi một chút ít. Dạ vâng, thưa chị Quỳnh Anh, tôi có thể thấy là ở đây là hình ảnh mà chị đang đứng giữa một chuồng gà và rất là nhiều con gà ken đặc lại với nhau, và thậm chí là tôi rất là ấn tượng với cái hình ảnh là những chú gà đang chen chúc nhau ở ngay dưới chân chị để có thể tìm thức ăn. Không biết rằng là cái cảm giác của chị lúc đó như thế nào? Vâng ạ, chia sẻ thật với chị Ngọc Trâm là đây là lần đầu tiên mà tôi bước vào một trang trại gà mà lớn đến như vậy. Và với sức chứa là 5.000 con gà thì tôi không chỉ cảm thấy choáng ngợp đâu mà còn cảm thấy sợ nữa. Bởi vì là những con gà bị đói thì cứ mổ liên tục vào chân của mình. Và quý vị cũng có thể nhìn thấy trên màn hình vừa rồi đấy ạ. Tôi vừa đi và vừa phải lựa chân để không dẫm lên những chú gà. Và chính cái điều này đã khiến cho tôi cảm thấy là đây là một cái trải nghiệm rất là thú vị. Tôi đang đứng trong một trang trại nuôi gà đẻ trứng với hơn 5.000 con gà. Trong một tháng trở lại đây thì giá của trứng gà đã bị giảm mạnh, chỉ còn 1.700 đồng một quả. Thưa quý vị và các bạn, trứng rẻ, gà rẻ, vịt rẻ. Thực tế này thì VTC16 đã nói suốt cả năm qua rồi. Tuy nhiên thì việc gà thịt và trứng gia cầm bán rẻ, giá giảm sâu vào cuối năm lại là điều bất thường. Bởi theo thông lệ từ nhiều năm qua cho thấy, thông thường vào 2 tháng cuối năm, đặc biệt là dịp gần Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, bao giờ giá sản phẩm chăn nuôi như thịt gà, thịt lợn và trứng gia cầm cũng tăng cao do là nhu cầu tiêu thụ ăn tươi và phục vụ chế biến thực phẩm cần nhiều. Tuy nhiên năm nay thì trái ngược lại, giá bán gà, vịt,
ngan và ngỗng và trứng gia cầm thì giảm sâu, người nuôi đơn độc chẳng biết kêu ai. Và tôi tự hỏi, lúc người chăn nuôi khó khăn nhất, cần sự chia sẻ thì vai trò của cấp chính quyền, địa phương và các hiệp hội nằm ở đâu, nhất là trong khâu kết nối tiêu thụ cho bà con. Và ngay sau đây sẽ là câu trả lời của họ. Giá gia cầm năm vừa rồi là không ổn định. Có thời kỳ là bà con nuôi chỉ hòa vốn thôi. Vì thực chất là chúng ta cũng chưa phát động bà con chăn nuôi. Thế nhưng chúng ta cũng chưa tìm được cái đầu ra ổn định cho nhân dân. Và chúng ta ở cấp xã thì chúng tôi chưa làm được việc đó. Thế và cũng rất hy vọng là nhà nước cũng như là các ngành bộ chức năng là cần phải có sự quan tâm đến bà con chăn nuôi. Tìm cái đầu ra đảm bảo cái giá ổn định. Vâng, về vấn đề này thì tôi trước hết là chúng tôi cũng rất là chia sẻ khó khăn của người chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi gia cầm suốt trong một năm qua. Cái giá sản phẩm gia cầm là đứng ở mức rất là thấp do cung vượt cầu. Với cái sự tăng trưởng quá nóng, trong lúc là cái tổng cầu của chúng ta thì lại có xu hướng giảm xuống do cái ảnh hưởng của cái đại dịch Covid-19. Cho nên là dẫn đến một cái tình trạng là người chăn nuôi là bị thua lỗ, rất là thậm chí là thua lỗ nặng. Thì trước tình hình đó thì các cơ quan quản lý nhà nước như Cục Chăn nuôi, rồi Cục Chế biến và đặc biệt Hiệp hội Gia cầm Việt Nam, chúng tôi cũng đã khuyến cáo cho các hội viên là phải cân đối cái tổng đàn của mình trong cái thời gian sắp tới. Bởi vì có thể hết quý 1 của năm 2021 thì giá sản phẩm gia cầm có lẽ cũng chưa nhích lên như những cái năm cách đây 2-3 năm về trước, mà chắc chắn là vẫn còn ở cái mức là không như kỳ vọng của bà con chúng ta. Vì vậy mà bà con cũng hết sức thận trọng khi tái đàn. Tất nhiên là trong cái thời gian Tết âm lịch sắp tới đây thì cái nhu cầu sẽ tăng lên thì giá chắc chắn sẽ tăng hơn. Nhưng mà theo tôi sẽ không có cái sự tăng đột biến. Bởi vì hiện nay thì cái nguồn hàng mà được chuẩn bị trong cái khu vực chăn nuôi trang trại, rồi chăn nuôi nông hộ, đặc biệt là cái gà lông màu rất là lớn. Và bên cạnh đó thì cái sản lượng trứng phục vụ cho nhu cầu Tết cũng rất là nhiều. Chưa nói rằng là sẽ có rất nhiều cái lô hàng thịt gà đông lạnh sẽ cập cả. Cho nên là cái tổng nguồn cung cũng sẽ tăng lên. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng là sẽ có khó cái sự đột biến về cái tăng giá. Vâng ạ, việc nuôi gia cầm thì ế ẩm, thua lỗ. Ngoài nguyên nhân do cung vượt cầu thì còn phải nói đến một nguyên nhân quan trọng khác. Đó chính là do lượng thịt gà, thịt lợn đông lạnh nhập khẩu vào Việt Nam trong năm 2020 đã tăng quá lớn, gấp 4 lần so với năm ngoái. Một con số ấn tượng nhất với ngành chăn nuôi năm nay chính là sự tăng trưởng kỷ lục của đàn gia cầm. Trong đó lần đầu tiên, tổng đàn gà đạt tới là 500 triệu con, sản lượng trứng vượt mốc 15 tỷ quả. Tính ra thì cứ một người Việt Nam thì sẽ có 5 con gà và 150 quả trứng. Việc sản lượng trứng và tổng đàn gia cầm đã tăng cao chủ yếu là do năm qua bà con chuyển từ chăn nuôi lợn sang chăn nuôi gà để tránh dịch tả lợn châu Phi. Phía Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam đã khuyến cáo trong 5 tháng tới, giá bán các loại thịt gia cầm và trứng sẽ không tăng cao. Theo đó, bà con tuyệt đối không ồ ạt tái đàn để tránh thua lỗ tiếp. Thưa chị Quỳnh Anh, tôi biết rằng là trong tuần vừa qua thì chị còn về các địa phương để ghi nhận tình hình thực tế chăn nuôi lợn ở các địa phương nữa. Và tôi cũng có nghe nói rằng là trong tuần này thì tình hình giá lợn cũng có nhiều biến động. Và chị có thể chia sẻ với chúng tôi được không ạ? Vâng ạ, và đúng là trong 2 tháng vừa qua thì giá lợn hơi đã có sự biến động tăng giảm thất thường. Và đặc biệt là trong tuần qua, tại một số nơi, giá lợn hơi đã giảm mạnh về mốc là 60.000 đồng một kg thì thực sự là một cú sốc lớn đối với bà con. Bởi vì trong giai đoạn này, giá lợn chỉ cần giảm xuống mốc là 70.000 đồng một kg thì người nuôi có lãi rất ít. Còn giá lợn hơi giảm xuống mốc trên dưới 60.000 đồng một kg thì cầm chắc thua lỗ nặng nề do là hiện nay chi phí phòng dịch, rủi ro thất thoát, con giống tăng quá cao, thậm chí là còn bị mất trắng do dịch tả lợn châu Phi tấn công. Và chính vì điều này mà khi tôi đã có dịp đi vào thăm một số trang trại rất hiếm hoi còn duy trì được đàn lợn nuôi hiện nay như là nhà bà Mây và hộ nhà bà Tươi ở tỉnh Hải Dương thì mới thấu hiểu được một điều. Đó là nuôi được một con lợn bây giờ thực sự chẳng hề dễ dàng gì và thậm chí đằng sau mỗi con lợn nuôi là tâm tư, chất chứa biết bao nỗi niềm lo toan của người dân. Lúc nào cũng lo thôi, vì không có vaccine cho lúc nào cũng lo. Thì bây giờ là nuôi như thế này thôi nhưng mà không biết là có giữ được hay không. Lúc nào chúng tôi cũng lo ngày đêm ấy. Vì là nó không có vaccine mà bây giờ mà nó bị vào vì mình có biết là virus nó nằm ở chỗ nào đâu. Thế mà bây giờ mà
Nếu như lỗ ra thì cái tài sản này mình sẽ bị mất hết. Phải đến gần với những người chăn nuôi thì mình đúng là nói đây là nói hết bằng tâm tư. Nhiều hôm là tôi khóc ở trong trường đoạn. Tức là làm thì để cho mình được thôi, không ai người ta hưởng cho mình, nhưng mà mình nghĩ nó cực quá. Cực vì là người ta, tôi là trong thâm tâm là nghĩ này, một năm này qua đi thì lại cứ nghĩ là thôi mình cứ cố, mình mà phải giữ lại con nái thì nó mới có tính ổn định. Thì mình cứ cố đến một thời điểm nào rồi nó phải thoát ra chứ ai, nó cứ như thế này mãi. Rồi đến năm rưỡi, rồi đến 2 năm, thậm chí là đến lúc mà lợn bị dịch tả châu Phi tiêu hủy nhá, thì làng này người ta còn nói một câu là tôi là quyết tâm giữ lợn. Thì làng này người ta còn bảo là chết một đống còn hơn sống một mình. Bởi vì là đến bây giờ một mình còn lợn nhưng vẫn phải làm mà vẫn phải bù lỗ. Thế sau cái qua hết cái giai đoạn đấy rồi thì bắt đầu giá nó mới bành lên. Thì đã được là bao nhiêu đâu thì lúc lao cũng cứ là phải bình ổn. Rồi phải nhập khẩu về để cho là giá lợn được bình ổn. Nhưng mà thực tế ra đấy thì những cái người chăn nuôi này người ta vẫn lỗ nhiều lắm. Lỗ là lỗ một cái quá trình chứ không phải lỗ trong cái giai đoạn vừa qua. Tôi nghĩ rằng là bây giờ ấy, người chăn nuôi thì rất khó khăn. Có được như vừa rồi, có được một lúc ít giá lợn cao, nhưng năm ngoái, năm kia thì lại nó lỗ quá nhiều. Thế mà tôi nghĩ là bây giờ ấy, để cứu cái ngành chăn nuôi đấy thì nhà nước cũng không nên nhập những cái thịt đông lạnh về. Dù một là để cho cái ngành lợn phát triển, hai nữa là nếu như không thì để cho những người chăn nuôi gà và vịt người ta cũng bán được. Tôi nói là như vừa rồi đấy là nuôi gà mới nuôi vịt gần như cả một năm là đều lỗ. Thế thì người chăn nuôi lấy gì để mà sống? Tức là nếu như để mà nói đến cả một cái quá trình đấy mà còn là được hay không đấy, thì nếu mà nói thế nó phải một cái quá trình dài trước đấy. Bởi vì cái người chăn nuôi mà đến cái thời điểm này người ta vẫn còn duy trì lại được đấy, thì người ta đều phải trải qua rất nhiều sóng gió của những cái năm 2017 và đến năm 19. Thì tức là cái thời điểm đấy cái giá nó xuống rất sâu và nó cần đủ các theo các cái thể loại dịch bệnh đi theo. Thì người ta thua lỗ rất nhiều. Nếu như bây giờ để mà nói là những người còn lợn để mà lại đến thời điểm vừa rồi đến nay, thì để mà gỡ lại được với lại cái thời điểm trước đấy, thì để sang bằng là người ta chưa sang được. Thế mà đến bây giờ lại cái giá thành nó như thế này thì cái người trong chăn nuôi này người ta quá khổ. Nếu mà để mà tính, để mà nhìn lại thì trong cái thời điểm ngắn vừa rồi là được lãi, được lãi lắm. Cho nên chính những người chăn nuôi như tôi thì tôi cứ nói, tôi bảo là thật sự ra là chỉ có mình nuôi ra mình mới hiểu. Gần 3 năm là mình là người bán lỗ. Nuôi lúc lợn cao nhất mới được giá 30, 25 và 17 và 18. Thậm chí chúng tôi có những lúc bán giá 14, 15. Thì người dân người ta ăn rất là nhiều cái rẻ như thế mà không hề có một người nào người ta kêu là những cái trang trại nhỏ như thế mà phải gánh cho cả một cái cộng đồng lớn. Bởi vì trang trại tôi nuôi rất là nhiều, cung cấp cho thị trường. Mà cái thị trường người ta được ăn lợi nhuận rất là nhiều nhưng không hề ai kêu. Nhưng mà thậm chí là chỉ đổ vào một cái người chăn nuôi thì người ta cứ âm thầm người ta chịu. Làm thậm chí tôi không nói gì nha, tôi làm mà nhiều hôm tôi khóc. Khóc vì là mình không phải là người ăn chơi, mình là người lao động thuần thúy. Mà làm đồng tiền rất là cực nhọc, nuôi chăn nuôi cực nhọc đấy. Mà hàng ngày vẫn, mỗi một ngày là tôi phải tính, tôi bỏ bù lỗ ra mấy triệu. Thì một tháng nó là bao nhiêu, mà mấy năm nó là bao nhiêu. Đừng có nghĩ đến bây giờ mới được một cái tí tiền như thế, thật sự là chưa thể thấm vào đâu được. Chưa thấm vào đâu được mà là mấy cái lợi nhuận mang lại. Thế nên là người dân người ta chỉ đấy, mới có mấy tháng ăn nợ đắt một tí như thế thôi thì người ta kêu rất nhiều. Mà gần 3 năm họ được hưởng nợ như thế thì họ không có kêu. Vâng ạ, và tôi xin nhấn mạnh lại là trang trại nuôi lợn mà quý vị vừa thấy trong phóng sự vừa rồi tại nhà bà Mây thì đã thực sự còn lại rất ít, nếu không muốn nói là quá hiếm hoi. Còn lại phần lớn thì đã treo chuồng, bỏ trại. Và theo con số thống kê mới nhất từ 100 xã có truyền thống chăn nuôi lợn ở 12 tỉnh thành Bắc Bộ cho thấy là tỷ lệ treo chuồng, bỏ trại đã lên tới là 70%. Điển hình như là ở xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, nơi từng được mệnh danh là thủ phủ nuôi lợn lớn nhất miền Bắc. Lúc cao điểm năm 2015 thì có tổng đàn lợn lên đến là 700.000 con, thì nay gần như đã bị xóa bỏ. Hiện tại thì theo lãnh đạo địa phương ở đây thì tổng số nợ mà người dân vay để nuôi lợn không có khả năng chi trả trong ngắn hạn đã lên tới là 30 tỷ đồng. Thì hiện nay thì nếu như để nói là 100 nhà thì khoảng tầm tới 80 nhà là vay vốn ngân hàng để đầu tư. Báo cáo anh như vậy. Cho nên là cái riêng cái lợn thì trong dân thì khó khả năng trả. Bởi vì là khi chăn nuôi là không trắng tay, không còn gì nữa. Vâng ạ, chăn nuôi lợn, chăn nuôi gia cầm đang gặp vô vàn những khó khăn do là sản phẩm đầu ra thì bế tắc, ế thừa, giá giảm mạnh.
Trong khi đó thì giá thức ăn chăn nuôi lại tăng rất mạnh trong 2 tháng gần đây, dao động từ 9 cho đến 21% tùy vào từng loại thức ăn. Và lý giải cho việc tăng giá này thì các doanh nghiệp đã cho biết là do giá nguyên liệu đầu vào, đặc biệt là ngô, đậu tương và bột cá tăng cao do là chi phí vận chuyển, cách ly phòng dịch COVID-19. Chúng tôi rất chia sẻ với khó khăn của người chăn nuôi. Tuy nhiên, việc tăng giá thức ăn hiện nay là bất khả kháng. Vì giá nguyên liệu đầu vào, mọi thứ đều tăng cao. Vâng ạ, và trước động thái tăng giá thức ăn chăn nuôi quá cao thì đã có rất nhiều ý kiến cho rằng việc tăng giá thức ăn chăn nuôi ở giai đoạn này sẽ gây ra vô vàn những bất lợi cho ngành chăn nuôi, kể cả với chính các doanh nghiệp sản xuất. Cái đó là đề nghị các hiệp hội, các nhà sản xuất thức ăn phải cân đối rất cụ thể để đảm bảo cái giá thức ăn không được tăng cao, để người chăn nuôi người ta không bị lỗ. Mà người chăn nuôi không bị lỗ thì các nhà sản xuất thức ăn mới bán được lâu dài để duy trì cho cái ngành chăn nuôi. Mà nếu mà các nhà sản xuất thức ăn mà không chia sẻ với người chăn nuôi thì chúng ta sẽ rất khó khăn, sẽ phải giảm đàn. Cho nên các nhà sản xuất thức ăn hơn lúc nào hết lúc này phải chia sẻ với người chăn nuôi. Hiệp hội Thức ăn Chăn nuôi Việt Nam kêu gọi các doanh nghiệp sản xuất thức ăn không nên tăng giá và chia sẻ sâu sắc với người chăn nuôi